Lại xin kính chào toàn thể tất cả các bác nhé, các bác lao động và các bác đam mê quần áo lính, quần và trang phục lính. Hôm nay sau em lại xin giới thiệu với các bác một mẫu quần áo đi mưa của lính các bác nhé. Hiện tại bây giờ đã thời tiết đã vào mùa đông rồi, vào mùa se lạnh rồi, mưa rải rác kéo dài để bắt đầu chuyển sang mùa rét, nên là trong cốp xe của các bác khi đi làm thì luôn luôn phải có một cái bộ quần áo mưa. Vừa gọn gàng vừa tiện lợi như quần áo của lính. Đây là quần áo của sĩ quan hàng quân đội trần cấp phát các lính trong hàng quân đội các bác nhé. Trước khi giới thiệu chi tiết về mẫu áo mưa này thì em nói qua về phương thức giao hàng là các bác sẽ nhận hàng kiểm tra đúng như video em giới thiệu này thì các bác mới thanh toán nhé. Bên em sẽ không yêu cầu các bác phải đặt cọc hay là chuyển khoản gì dù các bác đặt với số lượng lớn các bác nhé. Đây ạ. Hàng quần áo mưa cam kết với các bác là hàng chuẩn quân đội. Bác nào mà kiểm tra mà không đúng hàng quân đội hay là bê bảo đây là hàng khách hàng như nào, bác có thể hoàn lại cho bên em và không mất một chi phí nào, thì bên em cam kết với các bác là hàng chuẩn như trên video em đang giới thiệu cho các bác này. Với một bộ áo mưa từ đầu các bác sẽ nhận về sẽ là một bộ mưa đựng trong túi như này các bác nhé, đựng trong túi khóa như này, rất là gọn gàng tiện lợi. Khi các bác dùng xong các phơi khô, các bác giặt đi, bác lại phợ đút trong túi này, đựng trong cốp xe, rất là tiện lợi các bác nhé, rất là tiện. Khi mưa đi làm mà trời mưa là các bác đã có để dùng rồi. Nó không như cái bộ quần áo mưa ở ngoài thị trường là áo mưa trùm, nhưng đây bên em là áo mưa rời các bác nhé, áo rời, quần rời. Đây ạ. Vừa cái áo mưa của hàng quân đội này thì nó vừa gọi là đi tránh mưa và vừa là tránh gió rét luôn đó nhé. Cái mùa mà xe lạnh mà lạnh buốt, trời sáng sớm ra sương mù nhiều ấy, trời mà không mưa các bác cũng thể mặc thêm cái bộ áo mưa này bên ngoài nhé, vừa tránh sương này vừa tránh gió rét nhé. Rất là chỉ là tiện lợi, hầu như là lứa tuổi nào mặc cũng được, rất là phù hợp cho các bác. Và chị em phụ nữ thì cũng có size bên em mặc vừa các bác nhé. Bên em đủ size từ 3, 4 và 5. Từ 80 cân đổ lại các bác nhé. Là mặc vừa bộ áo mưa này. Ngoại quan bên ngoài của quần áo mưa là thiết kế thông minh của hàng quân đội. Vừa thiết kế ra bộ áo mưa vừa gọn gàng, vừa tiện lợi và lâu bền, sử dụng lâu bền nhất của hàng của lính các bác nhé. Đây là xem toàn bộ cúc của hàng quân đội sẽ là cúc đồng nhé, không phải là cúc nhựa hay là cúc như ngoài chợ đâu ạ. Em nói luôn ở trên video là cái hàng này sẽ giá sẽ cao hơn giá của áo mưa trên ngoài thị trường, nhưng các bác chỉ đổi lại, các bác sẽ đổi lại một bộ quần áo mưa rất là bền, có dùng 4 đến 5 năm. Nói thật với các bác không bao giờ các bác sợ nổ hay sợ nhăn, tại vì bên em đã bán quần áo mưa rất là lâu rồi. Bên em bán bao giờ thì em sử dụng cái bộ quần áo mưa từng đấy năm nhưng mà chưa hề bị nổ hay là bị nhăn thì các bác nhé. Đây là ở bên trong của áo mưa sẽ có một cái dây đai rút ở giữa này, cho các bác nào mà rộng thì bác thắt lại nhé. Đây, đây chính là mem mác của quân đội nhân dân Việt Nam này. Đây là size số 3, size này có thể cho các chị em phụ nữ mặc được từ 45 cân đến 60 cân. Là các bác mặc vừa được cái áo số 3 này nhé. Đây là dấu tem mác của chuẩn quân đội, chỉ có hàng quân đội thì có dấu chấm dấu đỏ này các bác. Đây dấu là của quân đội Việt Nam, nhân dân Việt Nam này. Đây. Còn cục quần quân nhu các bác nhé. Trên mỗi bộ quần áo mưa hay là quần áo lính thì các bác phải nhìn cái tem này, có dấu này không, nghĩa là hàng chuẩn quân đội các bác nhé. Chạy bên ngoài là một lớp vải dù, lớp vải dù nhé, chống dù bên trong sẽ tráng một lớp cao su non sẽ chống thấm ngược cho các bác. Cho nên là các bác đi mưa là thoải mái, yên tâm là không do lo và ướt quần áo bên trong thì nó đã có cái lớp chống thấm này, chống thấm nước ngược cho các bác rồi, tiện lợi cho bác sử dụng rồi. Đây ạ. Túi thì hạ áo sẽ có hai túi ở hai bên nhé, hai bên này các bác này, may rất là thiết kế rất là thông minh cho các bác cập nên như thế này, sẽ không các bác sẽ không bị ướt đồ bên trong nhé. Dù các bác có đựng điện thoại để trước này đi cũng không bao giờ phải lo bị ướt hay bị hỏng điện thoại. Đây là cổ áo này, cổ áo họ sẽ làm cổ chìm như này các bác nhé, cổ chìm như này. Để các bác nào mà hay đeo đồng hồ hay có những cái đồ điện tử đeo vào tay ấy, thì các bác đeo như thế này thì sẽ bảo vệ được cái cổ tay và không bị nước thấm ở bên trong các bác nhé. Về đây là về chiếc áo, còn chiếc quần thì nó thật là các bác là không khác biệt so với bên ngoài, thì họ thì thêm cho các bác là một cái cúc ở đây thôi, cúc bấm ở chân này để các bác đi đường trời xe máy trời mưa các bác bó gọn lại,
cho đỡ khỏi lùng thùng nữa các bạn. Đây là bộ quần áo mưa rời, quần rời, áo rời, nên là các bác mặc rất là tiện lợi, sử dụng này, mặc đi đâu cũng được, đi làm vừa là áo đi mưa vừa là áo gió chống rét trời mùa đông các bác nhé. Đây là video em giới thiệu cho bác về mẫu áo mưa hàng sĩ quan quân đội. Bác nào có nhu cầu muốn đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại em đã đặt sẵn ở trên góc của màn hình, và số của em có Zalo. Các bác nào không gọi điện được có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo, em sẽ trả lời các bác trong vòng nhanh nhất để các bác đặt những bộ áo mưa về sớm nhất để các bác đi mưa trời thời tiết mùa đông này các bác nhé. Về số lượng rất là nhiều, trong kho còn rất là nhiều, nên là các bác ưng thì các bác cứ gọi đến bên em cho các bác cung cấp chiều cao cân nặng, bên em gửi đúng size mặc vừa cho các bác nhé. Và xin kết thúc video ở đây, các bác đi qua kênh cho xin một like, luôn đăng ký kênh để ủng hộ video của em.